Tất cả các bậc vị cùng trong đoàn và đạo phái Bụ Sơn Kỳ Hương, cuộc hành hương chúng ta về Hòa Hảo Tổ Đình, là quê hương, nơi vùng đất Phật của Đức Giáo Chủ để khai sáng thành lập ra đạo Phật giáo. Và cùng chúng ta đến thăm hiền huynh và huynh đệ của mình, sống cùng thầy cùng trò trở về Năm Non Bảy Núi để lãnh phần sự mới của Đức Di Lặc Phật Ngài cùng Đức Phật Tổ Phật Thầy trước đền vua Gia Long như sau. Có một đêm dài, thầy đã nhận được những pháp mới của cuộc đời của mình để trao lại cho anh em trước nhất thầy trở về dập cống một lần nữa 20 mấy năm. Bữa nay thầy trở lại Cửu Long. Buổi chiều hồi đó thầy nói Cửu Long buồn, Cửu Long ơi. Bây giờ thầy trở lại Cửu Long, buổi chiều thầy nói một câu chót: cuối cuộc đời muôn hạ rồi. Hôm nay Thượng Đế cũng trả tự do lại cho tất cả quý con của Ngài, dân của Phật. Thầy cũng xin tất cả mong quý đạo sĩ anh em của mình được sự tự do lựa chọn, được sự tự do tu tập, được sự tự do trao đổi hàng phục lại chính mình mà quay về chính mình như sau. Và có thân tâm này phải thường lạc, phải tìm mọi cách để thoát. Quý vị thấy chưa, trong một buổi tiết chiều vô cùng là khác biến, buổi sáng tinh mây, buổi trưa buổi tối, chúng ta có lường được vô thường hay là chúng ta có biết rằng máy tuần hoàn Thượng Đế đã quay chuyện ngừng rồi lúc nào không, rồi sẽ lật đổ hết tất cả xuống mầm mống của biển khơi hay là hố sâu vực thẳm. Vì vậy chúng ta tuy ở trần bất nhiễm, qua cư trần, tuy còn đây nhưng chúng ta quán như ta không còn vậy, để nó dơi bớt cảnh đau khổ khắc khe nhất của cuộc phàm trần này mà chúng ta đã bơi lội nơi biển ấy, biển khổ này biết bao nhiêu lâu. Nhờ các đấng toàn năng toàn giác, các bậc đã siêu phàm, các vị thánh hiền đã trở lại bậc thánh nhân hiền triết để mượn sắc thân tá ẩn ngày lợi ngày qua trong ơn hạ, để chấp bút đề thơ, để lưu dẫn những lời nói của thiên liêng của các bậc vị suốt cuộc đời, đời này sang đời nọ không hết. Vì vậy cho nên hôm nay dẫn đoàn Phật tử hay là anh em đồng đạo tông phái Bụ Sơn Kỳ Hương đến gia đình của bậc hiền đạo hiền sĩ huynh tỷ muội mình xin thăm qua sức khỏe hồi tưởng. Và thầy có chỗ này là đầu tiên nhất ở Cửu Long, trở về đây một lần, không biết thì thầy nuôi thuyền hay còn nữa, hay là thầy đã giả từ tất cả các vị, cũng không phải là mất hay còn, nhưng cảnh vô thường chúng ta không thể đo lường được trong nay mai. Vì vậy cho nên mong anh em cùng là tất cả con đạo, mình đi ở trần gian xa cảnh trần gian, để cho tâm không được lưu luyến nó, để ra khỏi nó, để cho có được an khang và sức khỏe của mình, để gìn giữ bảo vật, để cúng dâng cho Đức Di Lặc tương lai nhất của chúng ta đã sắp có mặt ở thế giới cực lạc tại nước Việt Nam. Ngày lại ngày qua thăng trầm biến đổi, qua cuộc thử thách chơi vơi, bây giờ thử đời rồi sang thử đạo, thấy không? Soạn thảo hết, mình không thể nào mà cưỡng lại thiên liêng trời đâu. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta phải bắt đầu, cái gì cũng do ý trời mà sắp đặt đến hết. Vậy thì con đạo buổi này phải làm gì? Phải tu tập, phải kiên nhẫn, phải chứa đầy phước đức, phước báo. Phật không có bỏ người hiền đâu. Trời Thượng Đế bao giờ mà không thương xót chúng sanh bá tánh, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Có nghĩa là hảo tâm nhân, người biết tốt đẹp. Đó, điển hình như bây giờ hiện tại hôm nay như hiền muội Tư hay là huynh đệ của quý vị đó, như bà cụ Tư đó,
À, bây giờ như thế như sao? Bạn của Thư Ngôn, mẹ của Phước Tài như thế nào? Chết rồi, dọn dẹp đập bỏ hết rồi để mở cửa ra để đem về mà còn sống lại đó, sống đậy đây có cái gương. Vì bà cũng không phải đem vàng son mà nhung lụa gấm mà để cúng dường đâu. Chỉ một miếng đậu phộng, một miếng rau, miếng cải, miếng muối, miếng dưa mà có lòng lắm, có lòng lắm. Vậy thì như thế này nè, thầy xin kể chuyện một chút. Cũng như bà Thanh Đề rất là có lòng, đi cúng chùa mà chút từng một miếng nếp mà đến một bao nhiêu đây thì biết bao nhiêu công cán không, chứ không có sai mà mới đâu. Đi nhặt đi chút từ tay chân mà lấp lém từ một hạt để đem cúng chùa, nhưng các vị thầy không nhận thấy được lòng của bà. Đâm ra bà mới oán hận buồn phiền mà sinh ra như vậy, nhưng bà vẫn có lòng một kiệt liên mới cứu được mẹ, vì bà đã có lòng trước. Hôm nay sự việc bão tố mưa phong tại do nguyên nhân ý trời định và đức ông và thầy tổ của mình đã khiến biến cho hư rồi nên chết rồi sống, mà sống vậy là không có chết nữa, vì ân trên cho sống mà. Không, đó như vậy đó. Mình bị bắt đi lậu đi ha, hay đi mua hàng quá mà không có thuế đó, nhưng mà bây giờ bắt vô rồi cấp giấy cho mình về, mình đi dựng không có sao hết đó. Vừa qua rồi mình đã không chết, mình được cái sự sống của trời đất, thì giờ tu niệm niệm quan tâm đến đường về lối thoát của mình. Chị chính bà từ hôm nay là chết đi sống lại rõ ràng thực tế. Đây anh em chỉ nghe đau khổ thôi, thầy nói cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát thì chính bà cũng khai là bà sẽ thấy Quan Âm Bồ Tát, có đúng không ta? Để cứu bà đó, mình phải trọn vẹn đức tin, mình tin một đấng cao cả nào thì sẽ cứu mình ngay thôi. Còn mình không có đức tin thì nó không có vào một vị nào để cứu giúp mình, kêu la làng, kêu hỏng, kêu không nên thì ai cứu mình? Còn bây giờ mình là người thiện đạo, mình là người biết hiểu được trong một cuộc đời như sao, thì chúng ta dù không phải mặc áo cà sa, không phải đi đâu, không phải tìm về chỗ nào, thầy đã nói mình như cái tâm, cái tâm mình tâm lai, muốn lai về đâu thì được lai cũng được hết, vì bổn tánh như lai. Mình có căn, có bổn, có tánh như như lai không thay đổi. Vậy một, mình phải về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây sớm tới chiều nè, chúng con thấy không có khó gì đâu nha. Nhà lầu, xe hơi, cửa rộng, thênh thang, đất trời. Nhưng mà rồi chỉ có một phút giây thôi à. Thì nãy thầy có nói cũng hơi câu hiểu chút xíu về việc đời. Thầy nói coi 60 giây, bây giờ mình coi một giây thôi. Một giây đó mình còn không? Mình còn không? Mà mình đi coi tới 60 đó quá xa rồi, mình còn hay không? Thì mình đã chiếm được cái mảnh đất, và mình đã chọn được con đường về rồi, thì mình cứ thẳng đó mà đi về với cái sự việc của mình, công ăn việc làm, giảm bớt lại bao nhiêu đó đủ rồi, để sống qua cái cơ này rồi chúng con và tất cả sẽ làm sao được lại. Bây giờ mình tạm dừng lại, tạm ngưng lại, vì cái thời kỳ cuối rồi. Tất cả đều phải bị châu mày ngước mặt. Thì thầy đến đây trong buổi chiều ở Cụ Long đó, chúng con có sợ không vậy? Lũ giặc sẽ bao vây, giặc ở đâu? Ở đông rồi lại ở tây, ở nam bắc rồi nó sẽ kéo dài về nước Việt. Thầy biết trước chúng con đâu có biết, thầy hiểu rộng sâu rồi đời tuyệt đời tan. Trước là nghèo khổ cơ hàng, trời xanh trời đó rồi trời để hoài dở dang do trời. Ráng nghe thầy chúng con mở lời yếm dịu, tự ở nơi ngôi nhà mình chút xíu để ngộ tâm, ngày điểm sắm hối lỗi lầm. Có gì mình xin tội rồi mình tâm lý chân, ráng ăn ở thảo ơn chí nghĩa. Cũng như bây giờ chúng con có biết đất trong nó trồng trĩa hạt bồ đề, sống làm tô Phật thác trẻ đi về thuyền đời. Thì còn
đợi bên mây còn chờ, ráng trực giảng đừng khờ khạo nữa. Nay mây đây ngọn lửa cháy lan, đốt thiêu xóm ấp huyện làng, lửa thiên bốc cháy tràn lan tứ bề. Còn gì nữa mà không có về Tây phương cảnh, chúng con phủi hết đi cho rỗi rảnh cả bản thân. Ngày xưa thầy ở nước Tần, bây giờ thầy lại về lần Nam phương, để gầy dựng tấm gương cho chúng. Mũi tên ma bắn phụng được đâu, còn ở quỷ khóc thần sâu, ráng mà tịnh dưỡng hơi lâu đi trò. Tạo nghiệp quả thì sống to dồi dập, tạo hiền lành gió tấp khói trôi. Hôm nay cận đến đời rồi, chiều buồn nơi sống cổ thầy ơi. Thôi vui vậy, vui với đạo với cảnh này đang rùng rợn. Đời âu lo quá tận rồi đời, thì lúc đó đó chiếc thuyền chèo thầy mới tấp bến vẹn nơi. Đạo vui vẻ để thấy đời là còn bão tố mưa phong gió tạt, mình còn hưởng chất độc cõi đời này. Một nét sương rơi ngày kia con đã đua bơi, bây giờ dừng lại để xem trời phạt răng. Nếu mình đúng phước đức có đại căn, tấm lòng dũng mãnh thì qua cảnh khó khăn nạn trời. Khổ đau cách mấy con ơi, cũng cùng cam chịu chớ mở lời than vãn. Nơi các bụi trần đàn đâu tồn tại, ngày ngày qua mình hãy say lầm. Dọc đến đâu cao cả đến đâu cũng phải xa hầm, nơi hồ thầm ngấm ngầm chôn lấp mất. Nghe thì dẫn từ đây tàn thật, lấp bệnh nguyền lấp sẽ mất tương lai. Mất tiền mất của tiền tài, mất ân mất phước biết ngày mai nào giờ. Chúng con thấy không, nè mưa không thuận nè, trời đổi tiết đổi giờ, đổi bến đổi bờ, thầy sắp sáng qua. Tới đây đổi nước đổi nhà, đổi miền tiên đạo đến với Nam gia hực trời. Đổi các nước đó, nó tách rời bờ bãi. Nó qua đây đó ha, như qua rải chúng con. Chịu đi nhân vật hao mòn, mòn kìa mòn núi mòn non mòn đồi. Chuyện xây mãi cho nên biển thôi còn tắt, mà giặt tầng bán thất ngặt tới nơi. Chắc lẽ không thoát được con ơi, nó khởi nghĩa để Phật lập đời mới được. Tiêu diệt hết kẻ ngang người ngược, đùa chen lẫn trên đời, rồi bỏ phước bỏ ân. Ngày nay thầy đã giáo dân khuyên người, ráng tịnh hồn thân nhẹ nhàng. Hết rồi đó chúng con, đừng càng đừng đi tới, dừng bước đi coi thế giới khóc ròng. Mình tu hành để giúp tổ cứu tông, mình biết được trên dòng sông phẳng lặng, lập thế giới gia đình bình đẳng, đất nước dung hòa rồi thấm mặn hay sao. Chừng đó con sống đông bao, toàn dân Phật quốc không sang giàu như nay. Giàu đức rộng, giàu bậc nhân tài cao cả, giàu bằng hạnh trì, giàu bằng đã người tu. Cả làng cả nước công phu, gặp người vui vẻ sống không rối âm u như giờ. Nếu còn sống đó, mình xem ngọn cờ dí lạc được,
thì chúng con ơi, đất nước Việt Nam ngày sau có Phật Cô Đàm đem mình an tịnh thì nhà làm phục hồi. Đừng có sợ, chúng con không có trôi ra bãi, vì mình biết thượng thiên rồi, không có cãi lực đâu. Thầy về nguyện Phật thầy tu, tấu cho thần thánh đôi câu nói y trần. Thầy giác đầu hôm nay đó cho tất cả toàn phần. Thầy chưa ở lãnh trang nhàn rồi, hay chốn nhàn dẫn bớ trò. Ráng tỉnh thức dậy đi chúng con, để lo chu đáo. Mình gìn ở tâm linh nó chữ đạo cho tròn. Dù đời xa mẹ vắng, con khóc ròng ba bài như son điểm trời. Chúng con thấy mà lệ rơi đậm chạy, mười phần người chết bảy còn ba. Thì là mới thấy chương tòa cầm sơn bùng dậy, thì ngôi nhà đại bang. Vì thế đó đừng để dở gian uổng lắm. Trong cái pháp này thầy có nói rằng còn tiếng sấm sắp nổ ra. Việc sông báo quốc cành nhà, để cứu an đời mạc đạo ta được tròn. Các anh em đạo sĩ, các vị bà con, cùng là tông phái rắn vuông tròn đạo nhân. Ngày nay sự thế kề gần, cổ lòng chiều hơi thì dân dần phú thơ. Gửi thăm các vị bây giờ, nói rằng đời mát như tờ không gian. Nay mai dân chịu cơ hàng, còn thôi gấp bội xóm làng hét lên. Lớp khóc mẹ khóc cha mất mạng, lớp nhìn coi biển cạn non mòn. Lớp thì cửa nhà mắc lệ thon giòn, đất thì sụp sống thần phù keo. Làm không được do mình tròn dơ méo, mà ăn không được no lòng, nhìn mình ắt keo ác gian. Trời cho lấy lại rõ ràng, trời cho không thấy mà lấy lại cảnh gian nan. Bây giờ ráng tỉnh giấc mộng con thơ, đừng khờ nữa. Nước ma ha con tắm rửa mau đi, thầy đem giọt nước từ bi cứu sinh đời mạc. Ráng cô tri đừng rời, ráng giữ sức khỏe, gìn tấm thân sống để coi đời. Mình còn đó đạo tuyệt vời thâm sâu, còn tâm còn tánh còn lâu. Còn mình biết nghĩa rồi biết ghi sâu ơn dạy. Mình còn đó đạo còn ở tại trần ấy, nhưng mà rồi trời biến đổi cảnh bồng lại cần thề. Mình còn đó đạo vì mình không có phủ lời thề. Mình còn ở lại chưa về đặng tu, mình còn mình chẳng dạy ngu. Mình anh hùng đại việt rồi mình công phu Phật đường. Mình còn đó có để làm chiếu, làm dán, làm đường, làm khám, làm chăn cho chúng, chứ không phải thông thường đâu đâu. Cổ Long ơi, ta đã đến ta hầu, hầu các ngài các vị đâu đâu đang chờ. Cụ Long Giang thầy ra phố thi thơ, bây giờ thầy trở lại thì ngọn cờ gần sáng. Cố Long dân tộc da vàng, dòng sông xuôi ngược trên nì đàn xuống lên. Thuyền ly cách biệt muôn ngàn, ngày nay thuyền trở lại tái làng sông quê. Xin kính thưa quý vị, ngài thầy giảng ở tại Cửu Long, không biết quý vị có còn những cái lời lẽ của thầy không? Ở Cửu Long nhiều lắm.
Ngày hôm nay muốn ôn bài trở lại một phút giây kỷ niệm. Chứ bao giờ thầy có tới đây nữa? Thầy có đến đây để làm gì nữa? Thầy tới nơi chỗ khác. Thay đổi rồi. Rồi thầy sẽ nói những cái lời lẽ khác. Thầy đã lãnh tập bài khác. Thì cái cũ đó đâu có còn nữa đâu. Nó di chuyển theo cái bộ máy thiên cơ từng ngày, tháng, năm. Và lúc nào quay nhừng rồi thì thầy sẽ làm việc theo bộ máy trời. Di chuyển tới đâu thì thầy sẽ phải dâng lệnh trời tới đó. Chứ không có cãi được. Cho nên hôm nay cái sinh mạng này và tấm thân này thầy sẽ cúng dường cho mười phương chư Phật trời đất rồi. Thì vô cùng là không biết ngày nào, không biết ngày nào thầy đã trở về nơi cảnh tỉnh. Thì máy thiên cơ mỗi phút mỗi giây, giây hướng nào, chiều nào, giờ nào thì thầy cũng đã biết được một chút, đâu có dám cãi được lệnh thiên nhiên, thiên liêng. Vậy hôm nay thầy đã báo ứng cho tất cả quý vị phải chuẩn bị đức độ, thi tài, thi đức, thi rải quả công. Ngày hôm nay thi tài, tiền là đầu tiên nhất, đã bại hoại rồi, tới thi đức, thi đua công đức đó mình sẽ có đó, còn thi công quả cho tròn nữa chứ. Và thưa thầy, có phải con bỏ ra nhà này, con đi vào chùa công quả không? Con lấy cái công sức này con làm, con cho người ta miếng muối, con giúp ta miếng dưa, con cho mảnh áo, miếng chăn, miếng mền, miếng thuốc, có phải là công không? Đây cái công sức của mình mà làm. Ngày hiện đại của Phật Thánh Thần Tiên đã có mặt tại thế giới cõi này. Ngài đã di chuyển hóa trở lại, biến hóa trở lại, thành lập trở lại. Thì ở đây là cõi bồng lai tại thế. Sau này nếu mà không còn thì quý vị tu chi cho cực khổ vậy? Bị hành hạ, bị khoan tình, bị đủ thứ trên đời này hết vậy. Cho nên hôm nay thầy nói quay về chính mình, đừng lừng tri gì nữa hết. Vui vẻ để mình nuôi một ánh, một ánh đạo vàng của trái tim của Phật Pháp bất di bất diệt. Đừng bao giờ rồi. Ngày hôm nay thì trở lại Cụ Long, dòng sông xuôi ngược, nước sống tiết chiều, thầy bơ lượng chiếc xuồng ba lá và qua sông sang bờ, đến để khuyên nhân hò hát trên dòng sông cũ, để la vang lên: Cụ Long ơi, Cụ Long ơi, ta về rồi, mi nghe thấy. À, như thế. Hôm nay thầy muốn cùng đạo mượn trạm của thị chiến tài để nói chuyện cùng quý vị một chút ở tại Cụ Long sông Hương này, để trao đổi cùng quý trò. Ráng cẩn thận tu hành, có một giây thôi, không tới một phút đâu, đúng không vậy kỳ dân tu sĩ? Một giây thôi, có một giây thôi thì mình sẽ ly biệt rồi, sẽ mất rồi. Nè, còn hơi thở, còn nói nè, còn vui nhau, đừng có buồn. Giữ gìn sức khỏe, đừng đài đọa tấm thân này nữa, để mình tu hành đắc kim thân tại thế. Nè, nợ thế, ôi trả rồi nợ thế, đường tu cho vẹn đường tu. Nợ thế nè, gia thê đế tử nè, gia đình nè, cha mẹ, ông bà, hiếu đạo, mình phải làm chứ. Nhưng mà mình đừng đài đọa, mình làm quá sức lực, nó đã thâm nhập vào trong linh hồn chính của mình, thì mình mất khí mất thần. Chứ đâu phải biểu tất cả chúng con phải luyện đạo, đi cảnh này cảnh kia cảnh nọ, tới đây một màn chót, chỉ Đức Di Lạc phá mê hồn trận thôi, chứ không ai mà phá được cái hồn này nè. Chứ phải hồng trận đâu mà hồn trận. Hồn bây giờ là âm thịnh dương si, âm nó thịnh lắm, nó sẽ tá, nó sẽ linh thiêng, nó sẽ ở tại đây, nó sẽ làm ra đại cuộc đủ thứ hết à. Thì cái người của mình dùng đức độ để thắng ma trừ quái, dùng tâm từ để hiện đại diệt tiêu. Chúng con thương thầy buổi tiết chiều, ráng lặng lặng rồi kêu rồi nguyện. Ngày đã hết đêm về, xuất hiện toàn quỷ ma bịa chuyện nọ kia. Ít có người làm một tấm bia, lòng trung trực bên kia quý kinh. Thầy nói thầy xuống đây do thầy lãnh lệnh, dân lệnh của Thượng Hoàng, thầy biết tính sau đây. Xuống làm tôi tớ đâu có làm Phật làm thầy,
làm sứ giả của Đức Phật ngài Tây An Từ. Mong lập cảnh đó ngày kia chúng con dự. Đức Di Lặc Phật ngài nói: xuất xứ tại Việt Nam, Đức Phật Dương sao tạo cảnh Cồ Đàm con hy hữu để rồi làm dân Phật quốc. Nếu thương Đức ngài chúng con đừng tìm muốn đem cất, nếu thương thầy mình đừng để biến mất tinh di. Quan tâm tịnh luyện mau đi để trở thành Bồ Tát hiếu kỳ tại đây. Thành Bồ Tát chỉ có một phút giây, tâm mình hiện đại rộng dài vô biên, thương yêu dân chúng khắp miền, thương nhân mến vật thường xuyên không rời. Tâm Bồ Tát chúng con ơi đừng có tách, hạnh Bồ Đề đừng ngăn cách nghe trò. Tối dư chiều con ráng âu lo, ngày sinh sống tối lên đò tiếng thầy đời. Ngồi suy nghĩ đi thôi thế giới, thầy đã lãnh hội rồi đời mới gần khai. Quay về diện kiến Như Lai, quay về gặp Phật gặp ngài trong ta. Phật kia chẳng ở đâu xa, con ơi đừng kiếm rồi thiết tha chi hoài. Ráng cố tu Phật lai là mình đó, ráng cố thành Phật tỏ chính mình, ráng cố rèn thành bậc thơ sinh, ráng cố hiểu để rồi kẻ chiêm nghinh khâm phục. Ráng chịu đựng màn này kết thúc, dù có đau buồn con nhín nhúc ôm thôi, cắn răng hiếp miệng lại coi, đây là màn cuối đừng ngựa voi nghe tròn. Con ngựa đói đâu có no quý đạo, ngựa đã bung rơi rồi mà đâu biết dạo trong trắng. Chạy bường chạy bẫy thường hằng chạy hoài, không ngơ nghĩ rồi chạy văng xuống lề. Dù này có cởi đi nữa nó cũng chả có sợ nặng hay nề, vì đôi không có cỏ rồi muốn bề làm sao. Nước thì cạn không có dư ao, làm sao ngựa tắm mà ngựa gào uống đây. Nói cho ba tánh được hay, cuối năm ngọ đến rồi xây năm mùi. Trái chín rụng rồi mình ăn có thối hôi không đạo, dẫn năm ban không được dạo như ngày. Một mặt rồi mà ba tánh không hay, cứ nghĩ đó rồi dai dai mượn mượn. Thầy xin lỗi mình như con dưỡng, tâm của mình chuyển tới chuyển lui. Ngày mai trời đất tối thui, làm sao sư phụ được vui bớ trò. Ra nghe thầy nói như hôm năm con ngựa, chứ rồi lo chỉ có một. Đến năm mùi mới đem dục ở dưới sông. Thôi rồi bớ chị bớ ông, lượm đâu ăn được mà trông tranh giành. Nghe như thế đó, nghe lành hay dữ, thì chúng con bây giờ phải cương cự lại chính mình. Nó suối ta ra đến sân đình để tranh đấu, hay lợi danh chim pha. Giả giả hết đó con nhìn đã, giả giả rồi con trả lại trần gian. Một mình một ngựa tinh thang, thuyền môn khép lại không dỡ gian đâu trò. Khép là chúng ta yên lặng tỉnh để âu lo nhất một, dù làm ăn cũng nguyện cốt tu trì, tu bên trong
tu hạnh vô vi đâu phải lấy sắc tướng mà lại quỳ chi nữa. Có buồn khổ thiền môn đóng cửa, giam mình vào rồi mình giữa mình nó. Nghĩ si kiếm đạo thầy cho, mình có lực lượng mà quân to thầy thành. Chúng con nhớ đừng để ma xâm lấn, quỷ vật yêu dành, nó khiến mình phá hết tan tành còn đâu. Phá bản thân, phá khanh tước công hầu, phá bên trong mình không hưởng đạt, rồi hỏi đâu có còn. Mình chắc chắn cũng như rừng non đá tảng, mình cố kiên trì bổ bản thiên nhiên. Giao chi cho khắp nơi miền, ngoại giao chi nữa rồi giao liên chi đời. Bỏ đi con, chứ thầy bủng rủng bời rời tê liệt. Cũ lâm giờ thì viết một bài, gửi ở trong rồi gửi ở ngoài, khắp nhân loại trần ai mau tỉnh dậy. Mình còn sống đó, mình nhờ cái gậy. Ông đã phục hồi về, mình có thấy hay chưa? Dù cho tao tắt sống trưa, xâm lăng mấy lượt, nhưng trận bão mưa gió luồn không sao đâu con. Mình có cội, có phúc, có nguồn, có ân, có đức, có tiếng chuông vang rền. Không đâu con, lịch sử chẳng có quên. Mình là một tài nhân chu đáo, mình là một vị vững nền Phật dương. Không sao đâu con, cứ rắn chính chính đường đường, mình xem vĩ đại thông thường đó thôi. Không có hoằng nặng, mà không có ai kéo lôi mình được. Mình không có quan tâm cái trượt để làm gì. Sớm tới chiều rắn tráo trịa mau đi, đem sức mạnh đem lời thì tao nhà. Hằng đêm đó con đà nghĩ đà, thức dậy nối sự nghe trò, rồi thuyền mà tu thân. Kiểm đi mất vía hôn thân, thấy rồi quá trễ chắc mất dân tiêu tàn. Tỉnh dậy trễ quá con ơi, cách biệt sắp chia ly, nào có ai biết chi đâu. Gần bên con dù khanh tướng công hầu, hay xa cách mấy cũng âu không nghĩ ngời. Giờ thanh tịnh bến đò thầy đợi, cổ long giờ dịu dởi gần bên. Thầy về sông cố rí rên, cụ long ơi thầy đã đến kề bên mi rồi. Chờ bến nọ, chờ dân ngôi xuống trước, chờ Việt Nam đừng nghĩ ngược nghĩ xuôi. Về miền tiên cảnh cho vui, Tây phương cực lạ không niềm mùi như nay. Cụ lắm ơi, gái trai đều nghe biết, ráng về nhà rồi diệt cái tâm mình. Hãy tâm sanh thì diệt bậc thơ sinh, chớ ai diệt cho mình ai tu thế. Kiếm lại đi mà tàn quy kế, còn mình cao dài đổ lệ tuôn rơi. Niệm danh Bồ Tát cấp thời, niệm danh của Phật rồi niệm trời mau mau. Dù sống bủa ba đào cũng qua khỏi, hay là lửa thiên kia mây khói cháy rùm trời. Chạy con ơi, có chốn chúng con ơi, không có cháy hết cấp thời, thầy nói thiệt. Chưa những bất ngự tu bút viết, chưa những người mãnh liệt viên trung, chưa ai tiếp nối trung cung, biết tướng dân tộc biết ngày cùng đỡ nâng. Chưa những bậc sao làm dân an lạc quốc, chưa những người siêu bậc phàm rồi. Chưa đó con, cao cả như đồi, tâm bản lĩnh diệt tanh hôi rơm mà. Chưa những bực bây giờ cao cả, không than vắng thở dài vì trời đã định phân.
nghe đi lờ lẽ đau bần, bây giờ thì gửi xa gần lá thơ cũ lòng thầy đậu bên bờ. Thầy về thăm đảo hiện giờ thuyền quay, nói cho rõ trong tháng ngày sắp đến, còn nữa đâu mà bờ bên trông chờ. Tỉnh đi trò đừng có giải khờ, bước chân tới thấy ngọn cờ Di Lặc. Kìa nhìn coi di tích đó chúng con ơi bát ngát, còn hạnh trao dồi Bồ Tát ở đâu. Về đi chôn Phật cho sâu, chôn trong tâm trí chớ đầu bớ trò. Đem Phật vô như trò cạo to như núi, đem thanh linh trong buổi thô sơ, đưa trong tỷ tiết bây giờ, mới là gặp Phật thấy ngọn cờ ngày sau. Bình minh sóng búa còn trào, cho nên thầy mãi còn ráo giảng buồn. Xin kính thưa quý vị, anh em, và nhớ là miền bảy núi Thất Sơn, gìn giữ nơi đó để ngày sau. Nhưng mà ý trời không phải đó nè, thầy bảo tài hay là tất cả quý vị phải gìn giữ, hay là thầy không có gìn giữ, mà đó là do trên để gìn giữ. Của ai về của nấy, danh mà ai sẽ đáp ứng y, của mục nào ra mục nấy hết. Tất cả các vị thần thánh đều có mặt hết, án nghị trị hết và giữ gìn và chăm nom từng thường du thế xác, để giữ gìn tất cả, để lập lại phong thần, tái lập có mặt của một người tận trung báo quốc như sau. Như vậy cho nên hôm nay xem hết cái quyển đền thờ Nguyễn Huệ, trong đó phong thần tái lập, thì quý vị sẽ thấy như thế nào đó. Nhưng mà không được quyền đem ra lưu hành nội bộ của chúng ta để xem qua cơ cuối. Vậy thì thầy cũng xin mong trò phải ráng cố gắng chí thiện tâm lành của mình nuôi hạt giống Bồ Đề đi. Tại vì mình bỏ quên mình đó chứ dễ lắm, quy hồi mau lắm, phục hồi rất mau, phục hồi trí nhớ nè, phục hồi thân trở lại nè, phục hồi tâm tánh trở lại nè, phục hồi tinh thần trở lại nè, cho cứng cắn để chịu đựng phong ba bão tháng. Nghe chết hết cả làng kìa, rồi nghe lưng trời đổ đất kìa, quý vị có nghe không? Nghe ông ba rao mấy câu không? Hả? Yeah. Đất bất kỳ sao quá ruộng sâu, 10 phần chết chín còn đâu phần. Nói vậy thôi không nói được. Nói bên này đánh bên kia, nói nam ra bắc, nói bắc về nam. Như vậy thành ra hôm nay thì nói quý vị cứ bình tĩnh không sao, có Phật Di Lặc đồ, có các đấng toàn năng che chở mình. Khi mình đã làm đúng, mình là viên ngọc quý, mình là món quà đem về cúng Phật mà. Ông không nhìn giữ sao nha. Đừng để lai, đừng để lạc lõng ở đây đi, mà mình muốn lai chuyển về núi như trong mây đi tới rồi đó. Mình muốn lai về Tây Phương Cực Lạc cũng được, mình muốn lai đáo về các hàng thánh thần tiên Phật cũng được. Mình muốn lai đâu lai, rồi mình mới di dời cái tư tưởng của mình, linh hồn mình đi trước đi. Rồi mình phải làm sao tịnh luyện cho cứng cắn, đừng than thở nữa. Thực tập 3 tháng quân trường của binh sĩ, chúng ta là người tu sĩ cũng phải có 3 tháng 10 ngày, hay là 3 năm, hay là bao nhiêu đó, mình còn sống lại, còn ở lại, còn nguyên căn nguyên bổn nguyên thân như thế để tu đi. Để trễ rồi không có cái gì nữa, tay cầm tay vịn không được đâu, cũng phải buông chút xíu, trong 1 phút giây rồi sẽ buông mất. Thấy không, có cái gì đâu, ở đây là mình là cùng rỡ bá mà, chút xíu là thôi à. Nghe lời thầy đi, hồi hướng lại lo tu đi. Có nhớ cái chuyện gì của ai đừng có nói, nó bắt mình nói đó, nói cho hao thần tổn khí đó. Nó bắt mình làm cho hao thần tổn lực đó. Nó bắt mình lo để mất tin đó. Lo đâu có tin tưởng gì ai nữa được đâu, à không. Còn mình không có lo gì hết á, mình trụ thần. Phật vô thường trụ, nhưng phải trụ bất cứ lúc nào. Nếu mà nghỉ mệt rồi cầm cái quạt uống ly nước, ta cũng trụ được rồi đó, ta cũng điểm ta được, ta cũng kiểm tra ta được rồi đó. Nhưng mà phải có thời gian hơi lâu để mình kiểm cho nó sát bên, nó hết đồ,
còn chất chứa trong cái kho của mình, có đúng không vậy? Như thế thì hôm nay trong buổi thuyết chiều thầy cũng vui vẻ trở lại Củ Long tâm sự với quý vị được một chút. Trong cuộc hành hương hôm nay không bao giờ có nữa, thầy nói này nha, đừng có thăm, ở nhà đi, nhìn nhau vậy được rồi. Thăm nhau trong một giấc ngủ, trong một tâm linh, trong một tư tưởng của mình đã chụp hình hết rồi mình thu, thấy không? Về để thăm bạn phải chung thủy thì chung, chứ không còn như ngày xưa mà đi như thế này mà đi như thế kia rồi đến là luận giảng nữa hết rồi. Thầy cũng thiền môn để đóng cửa. Thầy đã tạo lập nơi đó cho quý vị lên để quý vị chiêm ngưỡng bí dược kỳ diệu tốt đẹp nhất đó. Sau này quý vị sẽ thấy một cái chuyện mới đã hiện ra. Ráng cố gắng sau đây rồi phải tập ở nhà, tập làm những cái chuyện của mình mà mình phải thực tập nè, cho nó quen nè. Tập đừng nói cho nó quen, nói chuyện chi mà đâu có giúp được cái người kia mà mình nói. Mình đâu có trồng được cái cây đó mình nói, hồi cái cây sao mà nó bị chết kệ nó, thấy không? Mình đưa ra một chút là cái tầng khí của mình nó mất rồi. Tịnh luyện tu thân đắc kim thân, tất cả các vị giờ ở trong năm non bảy núi tịnh luyện quá là tốt đẹp, họ không còn hưởng cái hạt nhân nguyên tử nữa đâu. Kỳ vân cư sĩ họ ở trong điện đài, họ ở trong kính biệt, họ tập nay 40 năm, họ tập nay 30 năm, họ tập 50 năm, có một vị tập 90 năm, bây giờ 100 mấy chục tuổi còn ở trong lòng đất động điện của miền dãy núi Bầu Diệm. Thật sự thầy nói, còn bây giờ mình lê thê như thế này là mình quá muộn rồi. Mình là con cháu của tất cả các đời đó mà, các ông đó mà, các tiền nhân đó mà, mình phải làm sao? Mình ở nhà chứ mình trốn bớt đi. Giờ nào mình làm công chuyện, giờ nào mình mua bán, không lẽ không có giờ nào mình nghỉ sao? Phải không? Mình suy nghĩ mình đi, rồi mình nằm mình ngủ một chút cho nó rồi, cho nó bình an. Yêu cầu tất cả chúng con giữ gìn sức khỏe, bảo an, bảo trọng, chứ không có nên như thế. Thì hôm nay thì về đây để lưu đót đôi lời chút xíu, và tư thì bà nào hơi mệt không có được nên nghe một chút nha. Như vậy là quá quý rồi đó. Thì thầy cũng xin thăm mến quý vị một chút. Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây vì Củ Long thầy đã đến làm công chuyện cũng như xong. Để thân kính, thân tặng, cùng là nhớ lưu lại những gì thầy đã nói nha không? Mình bỏ quên mình lâu rồi đó, phải vậy không? Bây giờ mình đã lấy lại nha không? Nói dạ thưa, ông hai ông đi đó, trời Mỹ Dường với chỗ thờ phượng mà bây giờ rất trời đi đó. Thấy ông cũng có một cái lý do rồi đó. Đi 10 bữa, hay 3 bữa, bây giờ mình tập đi 2 bữa, đi 3 bữa, đi 8 bữa, đi 6 bữa gì đó, để cho nó quen. Tập đừng có ngó đảo qua lại cho nó quen, tập trung làm cái gì cho nó rồi, rồi tập trung thần tự mình để lo tu. Như vậy nha, đừng hỏi, đừng nói, chuyện gì đúng nói. Để chúng ta đời khô khan tới lắm, sau thiên quả sẽ đốt cháy hết, rừng núi thành đô hoa lệ cháy, kho bất cứ chỗ nào hãy có chất nóng, độc nóng ấy sẽ nó bốc lên, nó câu lên là nó cháy hết, do tên lửa bắn một trời độc mạc mình không thấy bắn đâu, nhưng mà nơi đó nó sẽ xa giao cái mạc, nó sẽ tiếp nối với cái ánh sao thiên quả của trời mà cháy hết làn nước, biển cạn sông hồ đó, phải không? Cho nên nắng lửa mưa dầu sơn băng thủy kiệt. Vậy thầy xin hôm nay chút xíu gì việc của, nhưng mà của đó là của đất nước của mình thì cũng phải có nặng nợ sơn hạ xã tắc mới nói, đừng có sợ. Dành giật đi con, chẳng có còn chút lát nữa đây, rạng lòng sông trời Đà Lạt đổ trong phút chút, đáng tội trần gian đang mỏi mòn chiếm đạt đặng lên ngôi, chẳng lẽ thượng lai yên đặng ngồi, đập đập cho mày ôi ba phát, thấy không? Đập mà đập ba phát đó, thấy không? Thì là bè phái phải bị trôi, biển hải giờ đây đang gập ghềnh, đợi chờ sóng bủa sẽ linh đinh
chết chìm tà tặc ôi biết mấy, lại trời sóng gió bình lặng êm. Thầy than, than thở cũ lắm buồn, cố gắng đi trò mắt đừng tuôn. Thấy đời như vậy ôi sắp đến, diệt bỏ cho rồi triệu ức muôn. Nó muốn lên ngôi chiếm của trời, dè đâu chôn nó chốn biển khơi. Trái đất lặt gù đâu còn nữa, thuyền bè kết tập phải tả tơi, còn nhờ trời đất cứu mới thôi. Chúng sanh ráng niệm tịnh tâm rồi, làm dân cho đúng dân tốt đẹp, thì trời với Phật chẳng có đôi. Tên Mã Đề danh thấy rõ ràng, kỳ này chết hỡi rất cả làng, biển kia hôi thối còn đụm máu. Dân Nam tu tịnh được dễ dàng, cũng có nhưng không được bao nhiêu. Vì trời, vì Phật chẳng thủ tiêu, chừa lại làm người dân Phật quốc. Tá danh người ấy rất biết điều, không chức, không quyền, chẳng tham lam, chỉ lo dân chủng với nhà Nam. Nước non xã tắc sang, sơn hà dẫm ngang, không nghĩ lợi danh chẳng có màng. Thương nước bên dân thầy mới ngồi, nghĩ rằng chịu khổ chúng con ơi. Nếu kém nghĩ si trôi ra biển, ráng nghe thầy nói tịnh tâm thôi, ráng cố hy sinh. Vì trong buổi này là buổi cùng rồi, không có gì được hết. Nhưng mà đừng có sợ, đừng hoang mang, cứ làm, cứ tu tâm, cứ dưỡng tánh, càng bồi thêm đức phước, càng làm một cái danh mục mình cho rạng rỡ, đồ lại cái nét chữ cho rõ ràng, thì dân Nam sẽ được hưởng phước lành, không có sao hết. Thầy năm na nói của mấy ngày nha: Hà Nội, Hải Phòng xa bể mặt, Sài Gòn chợ lớn nát như tương. Đó là câu năm na của câu văn của các ngài, có đúng không ạ? Nói như thế thì chúng con thấy như thế nào nha? Chẳng lẽ ông trên nói dốc mất uy tín xong, ở miền Thất Sơn một nhiệm, còn ở chỗ này miền Tây là mày tiếng mà, nhưng phải chịu hoạn nạn trong bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu phút giây, chứ không phải không chịu đâu. Phải chịu chung với tất cả mọi người, coi ai còn ai mất. Nếu mà không có trận đồ này thì tất cả con người trần gian này vượt lên cõi trời mà còn muốn chiếm ngôi trời nữa kìa, phải hạ xuống, phải đánh đổ tan hết vì chúng sanh. Cho nên mới ra thế sự hôm nay. Lời nói này chúng con phải cất giữ kỹ lưỡng để xem sao. Chiều nay ở tận sông buồn, sông vàng nước cuốn chảy luồn, lời qua cũ Long Quy mến là tan. Nhìn xem mà biển cả chưa chan hòa, đôi mi trời sai Phật khiến thầy đi. Đi khuyên bà đi giảng chưa thời kỳ hạ quân, buồn trong thế sự chưa giận hờn, bụi cùng mà than cuối trong cơn nặng nề. Tại sao không bước đường về, bị mờ bị ám bên lề không trông, chứ bây giờ ở tại Cụ Long. Trạm này mà thầy dặn chứ trông trông châu mày. Cổ Long dòng nước trắng mây, nước xuôi mà ngại ngược chớ bơ rài giọng lên. Thượng thay thầy mới ngồi bên, nhắc cho mà quý đạo kề bên phúc, cùng từ đây biến đổi chưa lạ lùng. Coi chừng mà nghe nổ chứ không trung là rồi. Đây sắp tới đứng ngồi không được, đặng trị ngự nay ngược mấy ngàn con ngồi phúc cuối quân tàn thầy về báo.
ứng chưa rõ ràng ấy ở đây. Nói đây có gái cùng trai, muốn ngưng mà tắt lại, chứ trần ai không mơ nhầm. Cũ lòng năm tháng chưa thầy tầm, dòng sông mà yêu mến chứ tông tâm mà lượng từng. Đừng vui thích đừng mừng hớn hở, sắp nay mai trả nợ. Quá căng con ơi, trời đất sang bằng thấy rồi, chưa được tròn trẳng thì hàng. Đời hay đảo bình an tất cả, con nhìn xem núi rạ chưa non bằng đất kia. Dùng vậy chứ không mờ hằng, biến rồi mà thành lỗ chứ thành hang cấp kỳ. Bãi tám này đừng đi đâu hả, bút chuẩn phây ngài đã chép ba biển. Binh quân của thánh và bậc thuyền, hụt hàng ma quái chững biên chưa từng giờ. Thang dâu thân có cờ thiên bao, dẫn cuối năm chỉ giao dắt đường, thì là mới mở trung ương năm mùi mà thân dấu trên dạng đường nguy cơ. Đói đau chết mịt mờ phong tỏa, người giữ hung không ngõ mà về, thì là phải chịu lấy thế. Tại vì cái Phật muôn bề làm sao, ráng tương mùi cháo rau sống mơ xót, ráng đức ân tạm mót đi rò đây. Mai biến thăm quá gò, làm sao chinh phục chiếc cơ đò thử đây. Rồi có tướng Phật thầy cai trị, chắc xâm lăng phải bị tiêu đài. Con ơi diệt hết trần ai đặng mà thanh lọc ngài mãi người. Thầy lắc đầu chinh nghiêng, ôi hỡi biết làm sao đổi mới thay màu. Khi xưa thầy ở Tấn Thào, bây giờ thầy đã về nào Nam Ban. Không thích tình tan như trước, mà không có nên từ khước. Nghe con nghĩa nhân đạo hạnh cho tròn, thề là tự chết lòng sống một bề. Chút lát nữa con về an nghỉ, đường còn dài thì chỉ nẻo phân. Đi về đường Phật khó khăn, mình đã băng tắc mà ai ngăn ai ngừng. Nơi cũ lòng sớm trưa thầy khuyến, buổi chiều tàn có tiếng giang giang. Bây giờ trở lại cũ Long Giang, chiến đò buổi cuối chưa cơ hàng biết bao. Thôi bây giờ thầy cũng xin tạm ngưng và kết thúc. Chúc lành tất cả quý Phật tử anh em của mình, thề trong lòng con sẽ tu tâm dưỡng tánh, con sẽ an dưỡng chốn Phổ Đà Nam Hải bên trong để gặp Phật Thánh Thần Tiên. Dù có bao la cái gì đi nữa thì chúng con cũng vẫn còn thôi, để lưu lại đời sau. Nếu có chánh mục, chánh danh mạc của tất cả các ngài trong dòng họ quan quân của vị, thì được sự ủng hộ của tối cao, của thượng đẳng đại thần, của quan quân buổi trước và của các ngài phải tận trung báo quốc y như ngài vậy, thì không bao giờ có cái gì đó sẽ gia hộ mình ngay thôi. Mình phải chịu ảnh hưởng trong một thời kỳ tiết gọi sương băng như thế. Ráng cố gắng, mình phải làm việc nghĩa nhân, mình phải quay trở lại làm việc đạo liền cấp kỳ. Đạo là gì? Đạo là việc lương thiện, tốt đẹp, mua bán cũng thiện lương, không ngược ngạo mọi người, làm ăn chất phát, đó là việc của đạo. Chứ không phải đem cái tiếng nói này mà nói tôi làm việc đạo, tôi đi tùm lum hết, tôi làm này kia, không phải vậy. Mà việc đạo lý con người phải có.
một nhát giờ cũng không bỏ nha con. Một phước ân á, nhỏ bé nhưng mà có, một tội có một chút á, chúng con nó sẽ thành cái non cái biển, không phải nói á. Thôi thầy xin chúc lành trước thì nơi tâm bảo gia của Nguyễn Chí Tài để noi theo cha, để thờ phượng và những vật báo sau này, sau này sẽ thay đổi. Thầy có nói rằng chấm chấm cái cửa này sao Cửu Long, chỗ này giá trị vô cùng, bị thử thách con ráng cam chịu, không sao đâu, có người cứu, có Phật cứu, có tiền cứu, không có sao hết á. Chứ chỗ này là lấy mấy lần rồi, thấm qua vẽ bản đồ không nhận được đâu. Đó là ở đây cũng có một cái ngọn cờ của vô hình cập, thầy có nói với Tư Ngôn mà không có mất mát gì, để sao đặc biệt, để sao cho nước các nước nó vô đây tràn. Thầy ơi, đang làm vậy mà phục hồi lại rồi à, vô quỳ mọc hết luôn rồi. Ráng cố gắng đi, qua cơn thế hệ này bảo tố xong rồi chúng con sẽ thấy con cái của chúng con sau này là hực hở, nước Việt Nam sau đây đứng đầu thế giới luôn, có gì là cầm cờ thi quả nha. Thôi thầy xin chúc lành trước gia đình cùng đặt chúng con an lạc hết. Nam mô A Di Đà Phật.